Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về Socrative, một công cụ dùng để tạo các bài kiểm tra, bài tập cho học sinh. Thì đầu tiên các bạn cũng gõ vào socrative.com. Thì lúc này bạn sẽ thấy được cái giao diện của chương trình. Đó là có một cái tên lửa rất là dễ thương. Rồi, nếu bạn đăng nhập với tư cách là giáo viên thì đầu tiên mình sẽ tạo tài khoản cho mình, get account, sau đó kéo xuống bạn sẽ thấy free, bấm vào get free. Và thủ tục là các bạn phải điền hết tất cả các thông tin ở đây và bấm next thì bạn sẽ có một cái tạo tài khoản cho mình. Và ở đây thì Giang đã có tài khoản rồi nên Giang chỉ cần bấm vô Teacher Login. Thì lúc này mình sẽ đánh cái email và mật khẩu của mình rồi bấm Sign In. Đây là cái giao diện mà sau khi mình đã đăng nhập vào rồi. Rồi các bạn có thể thấy chỗ đây, trang 2014. Đây chính là cái mã lớp mà các bạn phải đưa cho học sinh của mình để họ truy cập vào, họ tìm cái mã lớp của mình để họ làm bài quiz. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo các thể loại bài kiểm tra. Ở đây có 3 loại: multiple choice, có nghĩa là nhiều đáp án, ABCD gì đó; true false, là đúng sai; short answer, có nghĩa là bạn sẽ đưa ra một câu hỏi và học sinh sẽ phải trả lời một cách ngắn gọn. Đó, bạn nên nhớ có 3 loại câu hỏi như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ tạo quiz nha. Bấm vô quiz. Bạn có thể thấy đây là những bài kiểm tra mà mình đã tạo trước đó. Hôm nay mình sẽ tạo một cái khác để hướng dẫn cho các bạn. Thì mình để tạo một cái khác, mình sẽ bấm Add Quiz, Create New. Đây, lúc này mình sẽ đặt tên cho cái bài quiz của mình là ví dụ như là Test 2 chẳng hạn. Rồi sau đó chọn dạng câu hỏi multiple choice. Ví dụ như 1 cộng 1 bằng 3 bằng mấy chứ? Bằng mấy? Thì bạn để trống. Rồi sau đó ở câu E thì cứ cho đáp án thôi. Nếu ở đáp án của mình chỉ có 3 sự lựa chọn ABC thì mình loại bỏ D và E đi ha. Đấy. Rồi, hãy nhớ là bạn phải chọn câu trả lời đúng. Rồi, còn nếu như mà bạn có 4 sự lựa chọn ABCD thì hãy bấm Add Answer thì nó sẽ ra câu D cho bạn. Còn nếu không thì thôi. Rồi, một câu chưa đủ, bạn muốn tạo thêm một câu thứ hai nữa và ở thể loại khác chẳng hạn True False thì cũng bấm vô True False. Và mình sẽ có câu số 2 ở đây. Ví dụ như 3 cộng 4 bằng 7. Đúng đúng không? Thì bấm True. Ở đây nếu như bạn bấm Formatting thì bạn có thể cho nó in đậm, in nghiêng hoặc gạch đích gì đó, hoặc là những cái số mũ hay là gì đó. Còn nếu không thì thôi. Ở đây mình cũng có thể
chèn những cái hình của mình vào. Nhưng mà mình không có chèn thì cũng không sao hết. Tùy câu, có câu mình sẽ chèn hình, chèn clip, còn có câu thì mình không cần. Đó. Và lưu. Vậy là xong rồi đó các bạn. Mình chỉ cần bấm Save and Exist là mình sẽ có quiz, bài quiz. Và khi mà học sinh vào làm thì để theo dõi kết quả của học sinh, mình sẽ bấm vào Report. Ở đây mình chỉ cần bấm đại vô một cái quiz nào đó mà bạn cho học sinh làm, rồi bấm View Chart. Thì lúc này số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 sẽ là kết quả, không là là những học sinh của bạn. Rồi ở dưới đây sẽ là kết quả của họ, số điểm mà họ đạt được. Rồi. Vậy là xong Socrative rồi đó các bạn.